thì lắc hết. Lúc mình đi về á. Tổng Nhỏ kính chào các cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ Tổng Nhỏ đang có mặt ở bãi biển Bình Sơn thuộc tỉnh Ninh Thuận ha. Hiện tại bây giờ đã là 15 giờ 15 phút, cũng còn rất là sớm thôi. Thì hứa hẹn một lát nữa là bà con mình sẽ xuống biển rất là đông. Hiện tại bây giờ đó cô chú, mấy cô mấy chú mình đã dọn ra những cái phao nè, những cái áo phao rồi những cái bánh xe nè, để cho khách du lịch người ta đến người ta thuê để tắm biển á, ở khu vực phía bên kia cô chú. Tại vì nó có bóng mát á, các anh chị rồi các em nhỏ chủ yếu là học sinh á, bây giờ đang tập trung bên đó rất là đông luôn, cũng có tắm biển bên đó nữa. Chắc là mấy em đi học về rồi sẵn tiện ghé ra biển luôn hay sao cô chú. Hiện tại bây giờ cũng có một số bà con anh chị mình đi xuống biển nè. À, bên đó thì tập trung đông lắm cô chú. Quán xá người ta bán bánh tráng mắm ruốc nè, biển Bình Sơn ha. Bên đây có một cái chương trình, hứa hẹn một lát nữa sẽ rất là đông vui nè. Cái này là team building. Tụi nhỏ thấy team building thường hay tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho các bạn đoàn viên thanh niên ở các bãi biển á. Thì nay lâu lắm rồi tụi nhỏ mới gặp lại ha. Ở bên kia có một anh đang tắm. Đó, thì bây giờ tụi nhỏ cũng sẽ đi qua hướng bên kia luôn ha cô chú ha. Nói chung là không khí giờ này thì cũng chưa đông đâu, nhưng mà càng lúc đó, hiện tại bây giờ có bà con mình đang đi xuống đó, chắc chắn một lát nữa thôi là đông lắm cô chú. Bữa nay cuối tuần thứ bảy, mùa du lịch thì cũng đã hết rồi, nhưng mà đâu đó thì bà con mình cũng có nhiều gia đình người ta có kế hoạch đi du lịch tham quan đến đây ha. Mấy tấm bạc này là mấy cô buôn bán xung quanh đây người ta phục vụ cô chú. Khi mà mình ngồi uống nước hay là ăn bánh tráng bánh ruốc nướng lên thì có cái bạc người ta cho mình căng trải ở dưới bãi cát này nè, ngồi ăn ngắm biển cũng hay lắm. Đó, nói chung giờ này hơi nắng. Ồ, đông hết chứ, bên kia đông lắm. Thì đây chính là không khí chuẩn bị vào buổi chiều hôm nay sẽ có rất là nhiều đồng bà con mình xuống đây tắm biển ha. Đó, quán xá người ta bày bán ra, nói chung cũng đơn giản cô chú. Mấy cái lò nướng rồi cái dĩa nướng, mấy bàn ghế thôi ha. Nói chung đây là những cái món ăn vặt á, bánh tráng mắm ruốc nướng lên á cũng ngon lắm. Bên kia có cái quán cà phê, quán ăn uống. Khách tới đó nêu đổ phía trước đó, xe bốn bánh đông lắm. Khi mà qua bên đây thì mình thấy nó đông hơn rồi cô chú. Biển thì vào buổi chiều thì nó rút ha. Nói tới Ninh Thuận thì chúng ta thấy nè, nhìn xa xa là có núi rất là hùng vĩ luôn. Mình cảm nhận giống như là nó bao quanh xung quanh mình hết luôn cô chú. Nhìn cái hướng nào cũng có núi hết. Ở phía bên kia là đầm Nại ha. Ở bên đó cũng có một cái chợ Nại rất là nổi tiếng cô chú. Ở chỗ đó là thường khách du lịch đến người ta mua hải sản, vì bà con ngư dân người ta đánh bắt đi về trong ngày á, cá nó tươi, hải sản tươi lắm. Đó, mấy em nói chung nhỏ nhỏ à, mấy đứa đi học về ghé xuống đây luôn. Tại lúc sớm tụi nhỏ đến thấy cái em nó đã tập trung ra đây rồi. Lúc đầu khoảng 14 giờ 15 á, một cái khung cảnh cũng nên thơ, rất là quen thuộc khi mà đến với biển Bình Sơn ha cô chú ha. Có những hàng dừa cao cao nghiêng nghiêng hướng về phía biển à. Giờ này tắm biển thì nó ấm lắm. Ở bên kia đông lắm.
phóng lên zoom cái màn hình lên rõ ràng hơn hai cô chú ha, xa xa mình thấy nó đông đúc bên đó hơn, nhộn nhịp hơn. Thì chắc chắn là một lát nữa khoảng tầm 4 giờ 4 rưỡi thôi là sẽ đông hơn cô chú. Rất mát luôn, nắng giờ này cũng dịu bớt rồi. Tụi nhỏ thấy chủ yếu mấy em thanh niên, thiếu niên không à, tập trung rất đông ha. Đâu đó có một số cô chú anh chị là buôn bán xung quanh khu vực này thôi à. À, phía dưới biển này cũng vậy nè, mấy em nhỏ nhỏ không à, học sinh không à cô chú. À, một cái phong cảnh phải nói rất là hữu tình luôn, biển Ninh Thuận. Đây khu vực lúc nãy tụi nhỏ đi tới á. Đó, giờ này cũng có cô dọn hàng ra. Mấy mình đang nhảy nhót hát hò bên đó vui lắm. Như anh mặc áo xanh là có quay phim sao á. Thì trong thời gian chờ đợi một lát để không khí nó đông vui hơn, thì bây giờ tụi nhỏ sang cái khu vực mà các anh chị tổ chức chương trình của team building á cô chú. Mình quay lại một số hình ảnh bên đó, có lẽ là một lát nữa thôi là các đội các nhóm sẽ ra đó ha. Nói chung bây giờ là các đội nhóm là chuẩn bị tập trung của cô chú. Thì nghe thông báo thì tụi nhỏ hình dung là các anh chị này ở công ty gì của Nhật Bản á, nhưng mà hiện tại bây giờ có cơ sở ở Đồng Nai á. Đó, cũng có nhiều anh chị tập trung về đó rồi. Hiện tại là 15 giờ 42 phút. Đó, thì bây giờ là ở những cái khu vực này đều có cô chú anh chị mình đã xuống biển rồi ha cô chú ha. Lúc nãy là chỉ có tuốt bên kia thôi, nhưng mà khu vực ở đây thì cũng đã có luôn rồi. Đó, dần dần ở các bãi biển á, nếu mà chúng ta tập trung lo lắng một cái vấn đề gì đó thì một lát xoay lại thì sẽ có rất là đông du khách người ta kéo xuống đây. Nói chung giờ này cũng đã thấy nhộn nhịp rồi. Đó, ban tổ chức thông báo từ nãy giờ để mà tập trung các nhân viên ra tập trung để mà tham gia các cái hoạt động á. Có một số chị đi lẻ loi bên đây. Đó, thì bây giờ bãi biển cũng dần dần đông ha cô chú ha. Cỡ tầm 4 rưỡi 5 giờ tổ nhỏ nghỉ sẽ rất là đông á.
Biển giờ này cạn so với sáng nay, cạn bớt ra đó, cái bãi cát trên đây vẫn còn ướt nè ha. Mặt trời nó lại hướng bên đây một chút đó, thì cái team building người ta đang chơi bên đó ha, tham gia các hoạt động. Thì tổng nhỏ ghi lại một số hình ảnh hoạt động vui chơi giải trí của bà con mình trên biển này. Nói chung xuống biển mình thích lắm, rất là thoải mái ha, nước biển nha, trong xanh cái mùa này ha, biển cạn nữa, sóng không có lớn lắm, không có to lắm. Đó, bà con mình cũng đang nước ấm quá, sóng đánh lên á, nước ấm lắm cô chú. Rất vui nhộn luôn, tắm biển vui nhộn. Có một cái tòa nhà cao tầng bên kia, đó tạo nên cái điểm ấn, phải nói đẹp thiệt chứ. Ở cái bãi biển hầu như là bắt gặp cái cảnh này, như Nha Trang chẳng hạn nè, Phan Thiết cũng có. Cô chú anh chị mình đang tắm dưới đây ha, cũng đông rồi đó cô chú đó. Giờ này còn ngắn cho nên bà con mình cứ hãy đến là cái tập trung qua cái hàng dừa bên kia. Mấy cái phao này chắc đâu tầm 20-30 ngàn. Cái em nhỏ tắm cũng hay, mùa này ra biển tắm nó sạch sẽ người ha. Wow, bên kia có một cái đoàn đông ghê luôn, đang kéo xuống biển ha cô chú ha. Đây là biển Bình Sơn, thuộc tỉnh Ninh Thuận, cái lối đi bão cô chú, có cái hội chợ thương mại hay sao á. Nghe nói là cũng có nhiều ca sĩ đến đây lắm, người ta diễn ra từ 26 tháng 9 cho đến ngày 3 tháng 10 ha. Nghe nói ngày 1 tháng 10 này có cái gì ca sĩ cái gì đó Cẩm Tiên gì đó. Tổng nhỏ thì cũng không có rành về âm nhạc, không có theo dõi lắm ha. Nhưng mà nghe các anh chị mình bình luận trên các cái trang mạng thấy cũng nôn nao. Cũng mong muốn là đến ngày đó mình có thời gian để mà đến thưởng thức âm nhạc ha. Bà con mình tập trung xuống dưới này rất đông luôn. Đó, chuẩn bị là gần 16 giờ chiều ha. Nói chung xuống đây thì phải check in thôi. Phong cảnh rất đẹp, núi non bên kia, biển dưới đây đó, khu vực này là tổ nhỏ mới đi tới lúc nãy nè, đó bên đó hai cô chú ha. Gió thời điểm hiện tại bây giờ cũng hiu hiu thôi, nó không có thổi mạnh. Đó, mình tập trung bên đây đông lắm cô chú. Ngay từ ban đầu tổng nhỏ quay là có quay cái hướng bên đây trước, sau đó quay lại cái khúc chỗ team building tổ chức á, thì mấy em học sinh đang tắm ở đây và giờ này nó cũng đang tắm nữa. Nói chung tắm biển là kiền ha. Trên này đông lắm, rất đông luôn. Trên kia có mấy anh hát karaoke thôi chứ. Đó.
anh chị cô chú mấy em mình là tắm thuốc qua bên kia luôn á, thì tổ nhỏ dừng lại tại đây thôi ha. Nói chung là cái mong muốn là cũng quay lại cái không khí ở biển Bình Sơn nè, để cô chú anh chị mình mà có cái kế hoạch mà đến đây du lịch tham quan á, mình có cái hình dung, cái nhìn để mà mình chuẩn bị cho tinh thần đến đây ha cô chú ha. Nói chung vào buổi chiều thì rất là nhộn nhịp như thế này, tại vì bây giờ mới chuẩn bị 16 giờ thôi, chứ thực sự bà con mình thường xuống là xuống đâu khoảng 16 giờ 30, 17 giờ, lúc đó mới đông ha cô chú ha. Đó, cái hướng mình đi lên trên đây nè, đó, mình đi lên trên đó ha cô chú ha. Thì tổng nhỏ cũng xin phép dừng lại tại đây luôn ha cô chú nha. Đó, cái này chắc cũng mấy em học sinh thôi à.